Siêu hội quà tặng. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành. VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% Yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Đừng bỏ lỡ quý vị ơi, mừng Giáng sinh an lành và mừng năm mới an vui quý vị ha. Biết chắc chắn là trong cái dịp này á, đôi khi mình sẽ rất là tất bật ạ. Nhưng mà đừng quên mình hãy gọi là bảo vệ cũng như là chăm sóc sức khỏe của mình ha quý vị. Để mình có một mùa Giáng sinh vui thật là vui, để mà chuẩn bị bước qua năm mới á, mình thật là khỏe mạnh quý vị ha. Và trong khung giờ này á, thì Diệu Ly cùng với Tú Trinh rất là mong rằng á, là nếu như ai mình xem được chương trình này, mình hãy để ý cái khoảng thời gian cũng như là một cái bộ sản phẩm mà chúng tôi giới thiệu ạ. Đó chính là nước yến nha. Nhưng mà siêu ưu đãi và siêu quà tặng luôn. Chính nhưng mà xác. Hình như là chỉ trong có mấy ngày thôi đúng không chị? Chính xác Holly ơi. Và quý vị ơi, cả nhà mình lưu ý cùng với Trinh nha, là ngày hôm nay là quý vị để chào mừng Giáng sinh và năm mới của chúng ta đó quý vị nha. Quý vị hãy nhìn xem là mình sở hữu một combo lớn quý vị ơi, là 8 hộp nước yến chân đường phèn của thương hiệu Cung Đình quý vị nha. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, mua 8 hộp nước yến Cung Đình 18%, tặng thêm một hộp nước yến 18%, một hộp nước yến 15%, một hộp nước yến 13% và 5 gói cháo yến. Duy nhất 60 phút phát sóng chỉ trong 4 ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Được khuyến mãi duy nhất trong năm, bộ quà tặng trị giá 800.000 đồng. Chỉ có trong 4 ngày này thôi, cho nên là mình đừng chần chừ, đừng bỏ qua cơ hội này của mình các chị em nha. Và cả nhà của mình cũng như vậy nữa, nhanh chóng đặt hàng ngay bởi vì đây là cơ hội siêu hội quà tặng chỉ có một lần duy nhất trong năm thôi. Siêu hội quà tặng. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành. VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% Yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Chúc cho quý vị sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc, sẽ luôn cảm thấy khỏe mạnh, sẽ luôn cảm thấy bình an quý vị ha. Sẽ luôn cảm thấy là được dỗ dành, ai cũng vậy, dù cho chúng ta ở độ tuổi nào thì cái việc mình quan tâm nhau nó cũng tạo cho mình một cái năng lượng nó rất là tốt quý vị ơi. Vậy thì trong chương trình này hãy cho phép VTV Hyundai gửi tới quý vị một bộ sản phẩm mà chắc chắn trong nhà mình là các ông bà, là các cô chú, các chị, các bé nhà mình cũng có thể dùng để mà bồi bổ thêm cái dinh dưỡng cho gia đình nhà mình. Đó đúng chính rồi. Là nước yến xào của Cung Đình. Đối với Cung Đình thì đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà hôm nay sẽ có cái sự khác biệt quý vị. Chương trình lễ hội ha, lễ hội Giáng sinh và năm mới vậy mình có cái gì đây? Đầu tiên trong bộ sản phẩm này quý vị sẽ có mức giá tốt rồi, chắc chắn rồi, nhìn chính lên xác. Là thấy giá quá tốt. Nhưng mà áp dụng không phải cho 5-6 hộp mà là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hộp quý vị. Và Giáng sinh an lành hơn nữa khi mình có thêm bộ quà tặng xuất sắc quý vị nha. Mình có thêm là 2 hộp này quý vị nè, là 3 hộp chứ. Mà trong đó quý vị để ý là 2 hộp này là một hộp 15, một hộp 18%. Đó là mình thấy là mình có thể là cảm nhận được thêm về cái vị yến rồi. Thêm một hộp nữa, bộ phận marketing cố gắng thương thuyết tặng để thêm. Có thêm cái hộp tặng thêm cho quý vị này là 13% ha. Tặng thêm cho quý vị nữa 5 gói cháo yến thịt bằm. Thì bây giờ mình để ý là cái đơn hàng này nó quá xuất sắc luôn. Đây, hai cái gian hàng này nè quý vị, hai cái bàn sản phẩm này nè là rồi. Của quý vị đó. Trong một đơn hàng thôi. Lễ mà cứ ở nhà đi, đặt hàng là đặt chúng tôi giao thôi. Tới tận nơi rồi. Quá là lời ha chị ha. Chính xác luôn. Mà không những là chúng ta tiết kiệm được về mặt chi phí của nhà mình nha, tức là ở đây quý vị không phải chỉ có 4 5 hộp mà là 8 hộp. Mà 8 hộp ở đây là yến mà chưng cùng với lại đường phèn đó quý vị, mà của thương hiệu Cung Đình nữa. Thì từ xưa đây quý vị biết rồi, đây là một trong hai thương hiệu yến bán chạy nhất luôn quý vị ơi, trên VTV Hyundai. Cho nên nó là nếu trước đây quý vị mua lẻ từng hộp, quý vị cứ so giá đi là mình biết được ở trên thị trường đang là bao nhiêu. Thì quý vị cứ nhẩm tính lên, nhân lên cho 8 hộp mà không đúng có quà rồi. Tặng nha, thì đã là bao nhiêu rồi. Cho nên là ở trên là sản phẩm chính, ở dưới là combo quà tặng. Chúng ta phải kiểm tra đầy đủ nha quý vị nha. Tặng cho mình thêm một cái hộp tổ yến với hàm lượng 15%, thêm một hộp hàm lượng 18%, bộ phận marketing tặng thêm cho quý vị một bộ hộp yến nữa với 13%, là thêm 5 gói cháo yến nữa. Như vậy quá trời nhiều luôn. Mà cái mức giá mà chúng ta chi ra quý vị sẽ cực kỳ bất ngờ đấy ạ. Mà nói thiệt lòng với quý vị là nếu như mà chúng ta tìm hiểu về yến từ xưa đến nay thì ai mà không biết đây là một trong những cái món ăn rất là quý hiếm từ thiên nhiên, phải không quý vị? Mà cái việc khai thác nó không phải đơn giản nữa. Mà từ xưa đến nay rồi, mỗi khi mà chúng ta thấy rằng là
lâu quá mình chưa có dịp mình về thăm gia đình của mình, mà mỗi lần mình về thăm là phải có quà bên mẹ vợ nè, bên bố vợ, bên mẹ chồng, bên bố chồng nè. Tức là cả hai bên gia đình xui gia với nhau chẳng hạn, hoặc là bạn bè của mình tặng gì đây ta. Thì bây giờ thôi quý vị, mình tặng yến đi quý vị. Mà ở đây là yến chưng cùng với đường phèn, thanh mát lắm, dễ sử dụng lắm và nó thơm dễ chịu lắm quý vị. Mà cái hàm lượng axit amin ở bên trong đó, chưa kể là khoáng chất nè, protein nè, vitamin nè, nó rất là tốt luôn. Những chị em phụ nữ nào như Trinh đã từng phải trải qua cái giai đoạn là mang thai và sanh em bé rồi, sức khỏe cũng đã bị hao mòn rồi, thì chúng ta không thể nào chủ quan và ỷ lại là khi mình còn trẻ là mình khỏe đâu ạ. Mà chúng ta phải chủ động ngay từ bây giờ. Có gì khó khăn đâu ạ, mình cứ mua sẵn như thế này đó quý vị. Yến mà mình để trong tủ lạnh, mình đi làm về ly ha, mình mở ra, ôi mình thưởng thức ngay luôn á. Trong từng cái hũ như vậy là phải nói là quá đã luôn á Ly. Mà tính ra là rất là nhiều. Bây giờ là Ly nói sơ về cái số lượng hũ đi. Rồi. Thì trong sản phẩm chính là mình sẽ có 8 hộp, 8 nhân cho 6, 8 nhân 6 là 48. Là 48 hũ rồi. Mà cái mức giá này mà so ra chia cho từng hũ yến, mà ở đây lại là yến 10 mấy% ạ, 18% nha quý vị. Wow, 18%. Có nghĩa là mình đang rất tiết kiệm tiền luôn á quý vị. Bây giờ mỗi lần mà mình đi thăm bệnh hoặc là mình ốm mình mệt á, mình hay mua một cái hũ yến mình dùng, thì quý vị biết một hũ yến thôi nó cũng đã bao nhiêu tiền rồi, mấy chục ngàn, nhiều khi đúng là mấy chục lẻ đó quý vị. Này 18% mà mình 18% đã có 8 hộp rồi ha, mấy chục hũ rồi. Mình được tặng thêm 3 hộp nữa quý vị ơi. Ly chưa nói tới phần trăm, Ly nói tới số lượng hộp thôi. Là thấy là 8 cộng với lại 3 là 11 hộp rồi. 11. Có thêm 5 cái gói cháo yến thịt bạc nữa. Rất thích hợp. Mà có một cái đối tượng mà em muốn nói tới, đó chính là người ta nói là kính lão thì đắc thọ. Dạ thì rồi. Chắc chắn là cái dịp lễ Tết và cuối năm á quý vị, nhất là trong dịp Giáng sinh an lành đó, mình sẽ gửi lời chúc tới ai trước hết quý vị? Là tới ba, tới mẹ mình, tới đúng ba không mẹ ạ? Mình đầu tiên. Sau những cái lời cảm tạ rồi, những cái lời cảm ơn rồi, thì chắc chắn mình sẽ có những cái lời chúc dành cho ba mẹ của mình. Vì lời chúc là một cái năng lượng mình nhắm gửi tới, mình nhắm gửi tới ba mẹ của mình. Quý vị nhìn cái hình ảnh là ông bà ngồi ăn với nhau, mình vui, mình khỏe, mình thấy vui không quý vị? Đó, chứ rất vui. Là vui. Nhưng mà thiệt sự trong nhiều gia đình á, cái hình ảnh này nó không có. Hoặc là năm ngoái nó có, năm nay nó không còn. Hoặc là năm nay vẫn còn quý vị, nhưng mà không biết năm sau thì ra sao, mình không nói trước được tương lai. Cho nên là còn cái hình ảnh ba mẹ vui vẻ ngày nào, Ly thật sự mong điều đó giúp cho chúng ta hạnh phúc ngày đó. Và nếu như ba mẹ của mình lỡ mà có ăn không ngon, ngủ không yên đó quý vị, thì Diệu Ly nghĩ là cái đơn hàng về yến xào của cung đình này nè, nó hỗ trợ cho ông bà của mình được. Ly từng nói với bà ngoại là bà ơi, bà ăn đi, ăn mấy cái này á, em cũng mua thịt đồ này kia hầm về nhiều lắm chị. Xong em nói là bà ăn đi, nó có lợi cho sức khỏe lắm. Thì bà mới nói là lợi thì có lợi đó, mà răng ra không có. Thì không còn răng để mà nhai nữa luôn. Thì người lớn mà ông lớn, ông bà già lớn rồi thì bắt đầu là răng là sẽ lung lay á, chị đâu có nhai hay là này kia được. Uống hơn thì cái yến này nè, họ lại uống rất là nhanh, rất là nhanh luôn. Mà trên đồng ý với Ly ở chỗ này á Ly, có một cái hay như vậy là đôi khi người lớn tuổi đó quý vị, là cái vị giác á nó cũng không còn được như trước nữa, khó tính mà mình ăn uống nó cũng hơi bị là khó tiêu đó quý vị. Cho nên đôi khi là muốn ăn lắm, muốn ăn cho con cháu vui, nhưng mà lười ăn, bởi vì là ăn vào thì mình không thấy ngon. Đúng mà rồi. Mình không thấy ngon thì con cháu nó cũng không vui. Cho nên á, đây là một cái điều mà quý vị nào ở nhà mà thấy ba mẹ mình nhiều khi là ăn không ngon, ngủ không ngon, thì hãy thương nhiều hơn, hãy thông cảm với lại các cụ, các ông, các bà và ba mẹ của mình nhiều hơn. Là bởi vì thật sự là ba mẹ ông bà của mình không có muốn như vậy đâu. Đúng mà rồi. Là do mình lão hóa theo thời gian rồi, mình ăn không ngon, mình ngủ cũng không ngon là điều đương nhiên thôi. Vậy thì bây giờ như vậy nè, mình vẫn cố gắng dành thật là nhiều tình cảm, mình yêu thương lúc nào cũng như vậy rồi, mình dành đến những điều tốt đẹp nhất cho những đấng sinh thành của mình. Thì ở đây nè quý vị cầm trên tay của mình như thế này nhá, là một hộp yến xào cung đình chưng với đường phèn nha quý vị, mà hàm lượng ở đây xin được nhấn mạnh là 18% quý vị nha. Quý vị thấy không ạ? Nè quý vị, khi mà chúng ta nhìn vào đây nè quý vị, mình thấy là từ cái thiết kế nè, đó nó rất là đẹp mắt luôn, với cái màu đỏ đỏ vàng vàng như thế này nè, nó mang đến cái cảm giác nó rất là ấm cúng và nó tạo được cái sự may mắn dành đến cho những người thân của mình. Rồi bây giờ xin mời quý vị nha. Mà với 48 hũ như vậy đó thì quý vị chúng ta yên tâm, chúng ta tha hồ sử dụng luôn quý vị nha. Mà khi mà quý vị quan sát ở đây á, thì có một cái rất là rõ ràng và hay của yến xào cung đình, tức là cái thời hạn sử dụng được niêm yết rất là rõ ràng từ ngày sản xuất, từ thời hạn sử dụng. Và thông qua cái hũ thủy tinh đẹp như thế này nè, quý vị sẽ nhìn thấy được là cái sự sánh đặc của từng cái sợi yến ở bên trong nha quý vị nha. Và cả cái thành phần nữa, tổ yến 18% được niêm yết rõ luôn ở ngay trên cái phần vỏ bao bì như thế này, để quý vị chúng ta chỉ cần để vào trong tủ lạnh nè, hay là bây giờ ông xã mình đi làm sớm đó quý vị, mình cứ cho vào trong túi sách của ông xã thôi, rồi các con của mình đi học ấy, mình cũng cho vào trong cặp như thế này nè. Và nhất là những chị em phụ nữ nào mà đang cần phải bồi bổ sức khỏe khi chúng ta đang mang thai nè quý vị, từ tháng thứ 5 trở lên, hoặc là mình đã sanh con rồi, vất vả rồi, sức khỏe hao mòn rồi, thì đừng nên
nên thiếu sản phẩm này quý vị nha. Quý vị thấy là bây giờ yến xào thì mình đã nghe nói tới rất là nhiều, nhưng mà yến xào các phần trăm nó như thế nào và của thương hiệu nào thì đôi khi cũng làm cho mình lựa chọn đắn đo. Vậy thì ngày hôm nay đối với yến xào cung đình của Thiên Phú Lộc mình có thể yên tâm ha. Yên tâm. Các cô chú nào mà đồng hành cùng với VTV Hyundai thì Ly nghĩ là ít nhất trong những đơn hàng của mình cũng đã từng xuất hiện yến xào của cung đình. Tại vì thương hiệu yến này nó quá chất lượng quý vị, và đây là sản phẩm yến bánh chạy hàng đầu trên VTV Hyundai luôn. Quý vị để ý bình thường mình sẽ có cái bộ sản phẩm ví dụ như là mua 7 hộp này tặng thêm 2 món quà chẳng hạn, nhưng mà hôm nay mình sẽ mua nhiều hơn được tặng nhiều hơn nha. Và cái dây chuyền sản xuất của Thiên Phú Lộc quý vị biết là chúng tôi cũng đã có những cái thước phim, những cái dữ liệu về rồi, nên là rất nhiều cô chú mình thích lắm, mình thấy cái đơn hàng là hôm nay có lợi quá là mình lấy thôi. Người ta có rất là nhiều những cái gọi là huy chương đó quý vị, kể cả là top 100 nhãn hiệu quốc gia rất cũng có luôn. Rồi được người tiêu dùng bình chọn là cũng có luôn. Rất là nhiều những cái thông tin mình nghe là mình đã thấy yên tâm rồi. Và đối với Thiên Phú Lộc thì thật sự là lâu lâu họ sẽ tài trợ cho mình, hỗ trợ cho mình trong từng cái đơn hàng là có thêm cái phần quà. Nhưng mà riêng trong dịp Giáng sinh này là chúng tôi đang kết hợp hai cái chương trình khuyến mãi luôn. Thứ nhất là quà tặng của thương hiệu hoa, thứ hai nữa là quà tặng thêm của marketing quý vị ơi. Quý vị để ý cái bộ quà tặng giúp Diệu Ly nha. Sản phẩm chính là mình có 8 hộp rồi đúng không ạ? Tặng thêm một hộp nước yến 18%, một hộp nước yến 15%, một hộp nước yến 13% và 5 gói cháo yến. Duy nhất 60 phút phát sóng chỉ trong 4 ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Được khuyến mãi duy nhất trong năm, bộ quà tặng trị giá 800.000 đồng. Còn đối với dây chuyền sản xuất của Thiên Phú Lộc thì phải nói là nổi tiếng lắm đó quý vị ơi. Đúng rồi, nổi tiếng từ xưa đến nay ấy, quý vị, mà không phải đơn giản là công ty Thiên Phú Lộc với thương hiệu yến xào cung đình đã nhiều năm liên tiếp được đón nhận những cái sự tin tưởng nha quý vị, những cái giải thưởng do chính người tiêu dùng mình chọn đâu quý vị. Và bởi vì thật sự thứ nhất là cái nguồn nguyên liệu đầu tiên là ở đây quý vị thấy không, là yến từ thiên nhiên mà quý vị thân mến, ở đây là yến xào cung đình nha quý vị. Và xin được nhấn mạnh rằng là trong cái bộ sản phẩm này hàm lượng yến là 18% luôn, thơm ngon lắm, bổ dưỡng lắm ạ. Cùng với việc cái lực sản xuất với nhà máy đạt tiêu chuẩn chứng nhận ISO luôn ạ. Và với quý vị có biết không, mỹ vị cung đình mà lại còn giàu axit amin nữa có trong yến xào, cho nên các chị em của mình mua về ngay để giúp cho cả nhà mình dễ hấp thu và công dụng thật là tốt với sức khỏe của nhà mình, sử dụng mỗi ngày nha, để mình thấy được cái sự thay đổi từ ở bên trong cơ thể của chúng ta luôn. Và an tâm khi mình có yến xào cung đình đạt đầy đủ chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng, đạt tiêu chuẩn ISO quý vị nhé, là thương hiệu nhiều năm liền quý vị nha, được người tiêu dùng bình chọn luôn, là bởi vì chất lượng nè, hương vị và cả nguồn gốc rất là an toàn nữa. Quý vị có ngay đó chính là những cái hũ yến xào cung đình như thế này với hàm lượng yến là 18% đó, quý vị dùng mỗi ngày đi cải thiện sức khỏe nè, tăng cường sức đề kháng nè, quan trọng lắm nha, hỗ trợ những người lớn tuổi ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em và những chị em phụ nữ đang mang thai, và rất là phù hợp luôn với những ai mà cần phải bồi bổ cơ thể và cơ thể của mình đã bị suy nhược thời gian dài rồi. Siêu hội quà tặng chỉ có trong đúng 4 ngày mà thôi, 23, 24, 25 tháng 12 và 1 tháng 1 năm 2022. Quý vị mua 8 hộp được nhận tặng thêm một bộ quà tặng là thế nào quý vị? Là 3 hộp yến với hàm lượng lần lượt là 18, 15 và 13%. Và đây, thêm 5 gói cháo yến thịt bằm nữa. Nhà nào mà có trẻ nhỏ và người lớn tuổi đó Ly, có cháo yến thì thật sự quá là cần thiết luôn đó Ly chính ơi. Chính xác luôn, cho nên là ai mình đang xem TV quá mà thấy được chương trình này ha, mình chia ra đâu có bao nhiêu tiền đâu quý vị, mà mình quá lợi luôn. Đúng rồi, cái phần quà tặng là cháo yến thịt bằm này nè, không chỉ là các bé nhà mình đâu mà ông bà mình hồi nãy Ly có nói đó, là nhiều khi ông bà ăn uống không có được các quý vị thì có thể là nấu cháo cho ông bà ăn. Rồi, nhưng mà người lớn thì đôi khi là cái khẩu vị nó hơi khó tính chẳng hạn, thì Ly tin rằng là với cháo yến thịt bằm này ha là cũng sẽ chinh phục được cái sự khó tính đó thôi. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, mua 8 hộp nước yến cung đình 18%, tặng thêm một hộp nước yến 18%, một hộp nước yến 15%, một hộp nước yến 13% và 5 gói cháo yến. Duy nhất 60 phút phát sóng chỉ trong 4 ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Được khuyến mãi duy nhất trong năm, bộ quà tặng trị giá 800.000 đồng. Thương hiệu yến chất lượng. Sản phẩm yến bán chạy hàng đầu trên VTV Hyundai. Với dây chuyền sản xuất hiện đại. Nhiều chứng nhận và danh hiệu, top 100 nhãn hiệu uy tín, top 100 nhãn hiệu quốc gia và top 10 thương hiệu do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Thương hiệu sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% Yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% Yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Thưa quý vị, cơ hội hấp dẫn như vậy mà bỏ lỡ qua là mình tiếc lắm luôn đó quý vị. Bởi vì chỉ có trong 4 ngày à. Hôm nay là ngày 22, 23, 24, 25 tháng 12 đi ha. Là những ngày cuối năm, những ngày Noel đó quý vị. Nếu mà Giáng sinh mình bận rộn cực kỳ luôn, mà mình cứ suy nghĩ rồi xong mà mình đi chỗ khác, mình bỏ qua. Thì lúc mà mình gọi điện thoại lại thì cái bộ sản phẩm này với 8 hộp yến sao cung đình như vậy cũng hết rồi. Và mình không có còn cơ hội nhận thêm là 1, 2, 3 hộp quà tặng như thế này nha quý vị. Mà với hàm lượng yến lần lượt là 18% nè, 15%, 13% cho mình dễ dàng cảm nhận những cái hương vị yến khác nhau và cái độ sánh sực khác nhau, chưa kể là thêm 5 gói cháo yến thịt bằm nữa. Mà quý vị có biết không ạ, nhiều đơn đặt hàng sẽ được ghi nhận lắm mà chỉ có trong 4 ngày thôi. Cho nên Trinh thật sự là sợ bị lo đó Ly. Mong là quý vị hãy đi nhanh chóng lên để mà chúng ta sở hữu ngay. Và mình mở tủ lạnh nhà mình ra, mình có gì quý vị? Mình có từng hũ yến ở đây quý vị nha. Mà quý vị nhìn xem nè, ở đây nè, đó, hũ thủy tinh nha quý vị. Ở bên trong là hàm lượng yến là 18% luôn của yến xào cung đình, mà lại còn kết hợp cùng với lại là đường phèn từ thiên nhiên nữa. Nên là quý vị biết không, mình vừa cảm nhận bằng mũi thôi là một cái mùi thơm rất là dễ chịu, cực kỳ dễ chịu. Cho nên bây giờ tuyệt vời nhất là chúng ta uống lạnh, hoặc là chúng ta cho ra ly mình thêm một vài hạt sen nè, táo đỏ và mình thưởng thức thôi nha cả nhà mình. Ồ, em nghĩ là dịp Giáng sinh này ví dụ như là có nhà ai mà làm những cái món truyền thống trong dịp Giáng sinh, ví dụ như là nấu những cái món gà chị gà luôn. Tây chẳng hạn ha, thì quý vị biết là trong những cái món nước uống mình kết hợp kèm theo, mình có thể làm những cái ly nước uống mà nó có yến bên trong á quý vị, hoặc là chè hạt sen rồi bỏ thêm nữa là một cái hũ yến này vào nè, rất là thơm ngon. Còn không thì giống như chị Trinh á, là mình uống trực tiếp từng hũ luôn trong những cái ngày cuối năm dịp Giáng sinh mà hơi bận rộn đó, là em nghĩ là ăn luôn á, nó giống như một cái khẩu phần ăn nho nhỏ. Nhiều khi mình làm nhà luôn đúng không? Đó, thì nhiều khi mình làm mệt quá cái mình quên ăn thì mình lấy cái hũ này ra. Thật sự mình cung cấp cái năng lượng liền luôn. Thật sự quý vị là Trinh có con nhỏ nên nhiều khi là buổi sáng mình dậy là mình lu bu với con mình, chuẩn bị nào là tắm rửa rồi quần áo đồ cho con mình đi học mà mầm non rồi nhiều thứ lắm. Rồi mình không có thời gian cho mình luôn, thế là mình vội vàng mình chạy ngay đến chỗ làm của mình. Mà Trinh nói thiệt với quý vị nha, Trinh đã từng có những cái trải nghiệm như sau. Mình không kịp ăn sáng, thế là khi mình vào mình họp rồi mình quay hình rồi mình đi dậy đó quý vị, là mình bị chóng mặt, mình mất tập trung ngay lập tức và Trinh bị choáng. Trinh rất là sợ cảm giác đó luôn á Ly à. Mà mình cứ bận rộn như thế mà mình lại không sắp xếp thời gian hiệu quả thì là lỗi của mình. Nhưng mà nếu mình để cái lỗi này kéo dài thì là mình rất là không được luôn đó quý vị. Tại vì sao? Sức khỏe của mình nó cứ mỗi ngày nó sẽ bị suy giảm. Cho nên á, từ cái thời điểm mà Trinh lúc nào cũng có một cái thói quen là để ở trong túi sách của mình một cái hũ yến như vậy, rất là tiện nha Liên. Nhiều khi mình đến nơi hoặc là mình đang ngồi trên xe mình bận quá, mình lấy ngay ra mình có thể uống ngay, mình thưởng thức và mình còn nhai được từng cái sợi yến sánh sực như vậy, thì ngay lập tức như Ly nói đó, cái vị ngọt ngọt tự nhiên của đường phèn nó giúp cho mình cảm thấy tỉnh táo hơn. Rồi cái khoang miệng của mình nó thơm hết cả luôn nha quý vị, và nó có những cái dưỡng chất từ ở trong yến thiên nhiên nữa. Thì thưa quý vị, bận cỡ nào cũng đừng quên là chăm sóc sức khỏe của mình chủ động cùng với yến ngay từ bây giờ quý vị nha. Thương người phụ nữ quá quý vị ha. Người phụ nữ lúc nào cũng vậy, và có một cái mà nhiều khi á, giống như Trinh với là cái tần tảo vừa lo cho chồng vừa lo cho con. Mà bây giờ quý vị biết là nhiều cái hiện đại rồi, người phụ nữ cũng không phải là ở nhà lo công việc không nữa mà cũng đi làm công ty. Đúng và rồi. Chị biết không, em có một vài người bạn á, như Trinh á, là khi mà Trinh sanh em é xong rồi là cũng sẽ quay lại công ty, và cái khoảng thời gian đó thì mình cũng nói về những cái áp lực á, là rất là mệt. Mình biết chứ, thậm chí là có nhiều mẹ mới sanh xong là bị mất sữa nè, rất là tội luôn, cái nguồn dinh dưỡng
sữa quý vị, mình thì cứ sốt ruột ha, mình mất sữa thì con mình nó lấy cái gì nó ăn đây, thương lắm quý vị ơi. Cho nên một đối tượng nữa không chỉ là các cô các chị đâu, mà Ly rất là mong á là nếu như á mà đang xem chương trình này mà trong nhà mình có ai mà đang có em bé quý vị ha, Ly đã chia sẻ thì này, mình hãy đặt thử một đơn hàng đi. Đúng hoặc rồi. Là mình đã từng đặt rồi mà quay trở lại mình đặt lại quý vị. Tại vì á những người phụ nữ đang có em bé, tại sao á, ví dụ như mình đi xe buýt mình cũng thấy là có những cái ghế mà nhường cho phụ nữ mang thai. Mình vào trong một cái không gian nào đó người mà đặc biệt đi, người ta cũng là nhường cho phụ nữ mang thai. Rồi. Mình đi thăm khám một cái lối đi nào đó cũng sẽ có một cái lối đi là dành nhường riêng cho phụ nữ mang thai. Thì quý vị để ý là đối với cái nguồn dinh dưỡng mà từ yến xào nó cũng sẽ giúp cho những người phụ nữ mang thai rất là tốt quý vị. Nhiều khi ngán ăn đâu có được đâu quý vị Đúng ơi. Rồi. Mà không ăn thì con mình nó lại không có dưỡng Đúng. Chất. Mình cho nên là phải ăn đấu rồi. Tranh tâm lý lắm chị. Mà nhiều khi người khác nhìn vô chị thấy cái bụng to to thôi chứ đâu có hiểu tâm tư các mẹ bầu là như Chính thế nào đâu đúng luôn. Không ạ? Nên là mình cứ stress thôi, rồi con mình ở trong này nó quẩy nó đạp, rồi mình nhiều khi mình giận chồng nữa, rồi nhiều khi mình gọi là ở trong nhà mình bực bội nhiều chuyện nữa, mình chia sẻ cùng với ai thì cơ thể của mình nó khỏe mạnh trước hết đã, mình chăm sóc cho họ. Và với đơn hàng này thì Ly tin nha là các chị sẽ được bổ sung thêm dinh dưỡng rất là nhiều Trinh ơi. Đúng rồi, rất là nhiều mà còn sử dụng lâu dài được các chị nha. Và bởi vì Trinh cũng là một người mẹ rồi quý vị, đã trải qua tất tần tật những gì mà Ly nói đó em. Tại bởi vì em là một người rất là lắng nghe những người khác nên là khi mà nghe câu chuyện của những người phụ nữ bên cạnh mình là bạn ấy rất là thấu hiểu luôn. Và 100% cái gì mà Trinh đã trải qua đó quý vị ạ. Cho nên sau này á, khi mà Trinh có những người bạn mà đang mang thai em bé và Trinh hỏi rằng là khỏe không, hai mẹ con thế nào rồi, là khi mà thời điểm mà từ tháng thứ 5 trở lên đó quý vị, là Trinh thường hay tặng yến như thế này lắm. Tại vì là nói nghe nè, sáng có ăn không có được, có mệt lắm á, có còn ngán á thì nhớ cố gắng nha là uống một chút yến vô. Tại vì nó vừa ngọt ngọt, nó vừa thơm thơm mà nó lại không có cái đường khó chịu nữa, đúng rồi. Là đường phèn từ thiên nhiên kết hợp cùng với lại là cái hàm lượng yến cao cấp ở bên trong là khá cao. Cho nên đó là mình rất là yên tâm luôn. Mà ngày hôm nay đó các chị em nào, các cô chú nào, nhất là các anh nha, mà chúng ta đang theo dõi chương trình này, mình đang dừng lại ở đây, mình nhìn lại cùng với Trinh nha, mình có gì trong siêu hội quà tặng này? Mình có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hộp. Đó chính là yến xào đường phèn, nước yến đường phèn của cung đình nha. Rồi 8 hộp quà là 48 hũ. Rồi tặng ở đây cho mình là yến 18%, yến 15% và thêm bộ phận marketing nữa. Tặng thêm cho mình một hộp yến 13%, rồi thêm 1, 2, 3, 4, 5 gói cháo yến thịt bằm. Phải nói là quá xịn. Chính mà xịn như luôn. Vậy thì cơ hội cũng không có nhiều đâu quý vị. Bởi vì ai cũng muốn mình có những cái hàng xịn mà. Nên là quý vị hãy nhanh chóng lên nha. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, mua 8 hộp nước yến cung đình 18%, tặng thêm 1 hộp nước yến 18%, 1 hộp nước yến 15%, 1 hộp nước yến 13% và 5 gói cháo yến. Duy nhất 60 phút phát sóng chỉ trong 4 ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Được khuyến mãi duy nhất trong năm, bộ quà tặng trị giá 800.000 đồng. Mà cứ thử tưởng tượng là bây giờ quý vị không cần tặng một đơn hàng, mà quý vị lấy một đơn hàng này về, quý vị lấy từng hộp mình đi tặng cho người thân quen thôi, hoặc là lâu lâu qua nhà bạn của mình nè, hoặc là lâu nay không có gặp nhau được thì bây giờ mình gửi qua, mình ship qua một hộp mình tặng. Trời mình nói ơi, là có khỏe không, thời gian vừa qua có khỏe không, có khỏe bây không? Giờ là thưởng thức cái hũ này đi ha, là cho nó đỡ mệt, nó đỡ áp lực là khỏe đúng không chị, mà nó dễ uống. Có nghĩa là yến nó dễ uống và nó dễ hấp thu, nó có nhiều axit amin trong đó, cho nên là các cô các chị là mình uống cũng được, các anh các chú mình uống cũng được, cả nhà mình khỏe, cả nhà mình vui. Lâu lâu những cái giây phút này ngồi nói chuyện với nhau không lẽ là uống nước lọc quý vị, hoặc là lâu lâu mình uống mà nước ngọt một chút chút thì được, chứ uống hoài cũng đâu có tốt đâu. Đúng nhưng rồi. Mà yến á, uống ngày nào hoặc là uống gọi là một tuần uống vài bữa vẫn tốt quý vị nha. Tại đúng vì yến xào cung đình hôm nay mình đem về á, nó đầy đủ tất cả những cái chứng nhận đầy ISO có luôn quý vị. Hàm lượng yến là 18%, thơm ngon và bổ dưỡng ạ. Nhà đúng máy xác. Sản xuất cũng có gọi là chứng nhận quốc tế luôn, chất lượng chuẩn ISO luôn, rất là yên tâm. Nhưng mà mua bên ngoài vài trăm ngàn một hộp nha. Đúng hôm rồi. Nay giá rất là tốt ạ. Mỹ vị cung đình đừng bỏ qua quý vị nha. Đúng rồi quý vị, mình bỏ qua rồi thì mình có một cái sự tiếc nuối rất là lớn với dòng sản phẩm mà giàu axit amin như vậy, dễ hấp thu, có công dụng tốt cho sức khỏe của cả nhà mình nữa. Mà các chị em ơi, mình mua về đó mình giúp cho cả nhà của mình sử dụng mỗi ngày đi ạ. Sử dụng mỗi ngày bởi vì sao? Bởi vì đây là yến xào cung đình có đạt được đầy đủ chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng, đạt tiêu chuẩn ISO 22.000/2018 của HACCP, có là thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng vàng quý vị nha. Và đây là những giải thưởng do những cái tổ chức uy tín họ trao tặng, và thương hiệu yến xào cung đình đó quý vị cũng đã nhiều năm liền nhận được những cái
cái giải thưởng lớn do chính người tiêu dùng mình chọn luôn. Mà từ xưa đến nay đó quý vị ơi, mình biết về yến ở Việt Nam của mình thì cũng từ rất là lâu rồi. Từ thế kỷ thứ 16 là yến đã được đưa vào trong những cái món ăn cung đình nha quý vị, dành cho những cái bậc vua chúa đó quý vị ạ. Là bởi vì khi mà họ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng như chúng ta thôi, lão hóa dần dần theo thời gian, thì làm sao mà chúng ta cũng muốn rằng ô mình khỏe là mình khỏe được. Chưa kể là những người phụ nữ mà đang trong cái giai đoạn cực kỳ nhạy cảm và thiêng liêng của cơ thể mình, là mang thai em bé nè, rồi các con nhỏ của nhà mình nữa, học bài online ở nhà, rồi rất là nhiều những cái áp lực căng thẳng về đời sống xã hội, mọi thứ nó cứ tác động lên nhau. Vậy thì quý vị cần gì? Quý vị hãy tìm đến những cái giải pháp nó thiên nhiên, nó an toàn, và đặc biệt là nó được sản xuất theo một cái quy trình đã đạt tiêu chuẩn chất chứng nhận về chất lượng nữa, để quý vị không có mất thời gian chế biến mà chúng ta có được sản phẩm chính hãng, có được cái quy trình đóng gói nó rất là nghiêm mặt như thế này, để quý vị chúng ta an tâm. Thứ nhất là mình dùng nha, mình dùng mình khỏe nè, da dẻ mình hồng hào nè, mình ăn ngon nè, thì khi đó mình mới lan tỏa được cái giá trị năng lượng tích cực là những cái món quà như vậy nè quý vị, dành đến cho những người thân của mình đấy ạ. Cho nên là nhanh tay thôi ạ. Một lần nữa quay trở lại với lại một cái lời hối thúc quý vị, đó chính là gọi điện thoại thật là nhanh lên để mình đặt một đơn hàng yến xào. Hôm nay mình tiết kiệm về giá mà mình có ngay những cái gọi là thức uống á, đúng không? Nó dưỡng chất từ tinh hoa đất, món ăn quý vị ha, giúp cho mình cải thiện sức khỏe nè, giúp cho mình khỏe khoắn hơn nè. Nó giống như là những cái bữa gọi là bữa dinh dưỡng nhỏ nhỏ của mình vậy đó. Mà hôm nay không chỉ một hai bữa dinh dưỡng nhỏ nhỏ đó đâu nha. Quý vị ơi, bây giờ mình đếm lại cái bộ này cùng với Diệu Ly ha. Mình đem về sản phẩm chính là yến 18% mà yến xào cung đình của Thiên Phú Lộc, thay vì cả 2 triệu gần 2 triệu chứ ít gì, mình được giảm giá rất nhiều quý vị ơi, giảm giá đâu đó mà hơn nửa triệu luôn. 700-800 ngàn là nhiều lắm rồi. Rồi mình được tặng thêm quà tặng nữa, 3 hộp yến tặng thêm ha. Xong rồi tặng cho quý vị thêm 5 gói cháo yến thịt bằm á. Mà bây giờ cháo không thôi, quý vị cũng biết đó là nó cũng đâu phải đi đâu mua rồi người ta cũng tặng cho mình 5 gói cháo đâu. Mà ở đây tặng cho quý vị là cháo yến thịt bằm. Cho nên trong những cái lúc mà gọi là cuối năm hoặc là những cái lúc mà Giáng sinh á, nhiều khi mình ăn mình đồ ăn mình hơi ngán ngán ha. Mình pha gói cháo lên quý vị. Xong rồi á, Ly chỉ thêm nè, là mình có thêm một ít nấm hoặc nấm là hả? Những cái đồ gọi là hầm đó mình bỏ thêm mình ăn rất là ngon. Mà bây giờ sản phẩm á, mình mua của ai? Đây là sản phẩm yến bán chạy hàng đầu trên VTV Hyundai ạ. Sản phẩm yến xào cung đình á, bao nhiêu năm nay mình nghe quen lắm rồi. Đúng rồi. Xem chương trình trên VTV Hyundai chắc chắn sẽ thấy chương chắc trình yến xào cung đình quý vị ha. Và cái dây chuyền sản xuất từ xưa tới nay á, hiện đại lắm quý vị. Cho nên người ta đạt nhiều chứng nhận và danh hiệu lắm rồi. Đúng thành rồi, ra mình mua ở đây á, là mình mua mình an tâm được cái chất lượng á. 100 cái thương hiệu uy tín nha, rồi là nhãn hiệu quốc gia nha quý vị nha, rồi đã hết đâu nhiều lắm quý vị, rồi là thương hiệu do người tiêu dùng bình chọn nè, rồi sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng nè, ôi nhiều lắm quý vị, cho nên là hoàn toàn yên tâm và có luôn cả là chứng nhận ISO nữa. Đừng quên sản phẩm chính là yến 18% quý vị nha. Đúng rồi quý vị, yến 18%, cho nên là cái sự sánh đặc là chúng ta cảm nhận được ngay khi mà mình vừa uống vào và mình ăn vào luôn nha quý vị, thơm ngon và bổ dưỡng lắm mà, cùng với hệ thống nhà máy đạt chuẩn chứng nhận chất lượng nữa, nên là quý vị chúng ta hãy nhanh chóng lên quý vị nha, đặt hàng ngay bây giờ, đừng bỏ qua cơ hội này quý vị ơi. Mỹ vị cung đình yến xào giàu axit amin, dễ hấp thu, công dụng tốt với sức khỏe của nhà mình, và hãy nên sử dụng đều đặn mỗi ngày để chúng ta cảm nhận được sự thay đổi là từ bên trong nha. Siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ.
siêu hội, quà tặng, mừng Giáng sinh và năm mới an lành. Nhưng mà chương trình như thế này mình chỉ có trong là 3 ngày thôi. À 4 ngày chứ, 3 ngày của tháng 12 và 1 ngày của tháng 1 quý vị, 23, 24, 25 tháng 12 ha. Và ngày 1 tháng 1 của trong đầu cái năm mới đó. Đầu năm mới ngày đầu có nghĩa là cơ hội nó quá ít đi. Thành ra là mình phải tranh thủ, tại vì nếu như một tháng mình thấy chương trình này một lần thì ít nhất một năm mình cũng thấy được 12 lần. Nhưng mà chương trình này thì á, một năm 365 ngày quý vị chỉ thấy trong 4 ngày mà thôi. 4 ngày này quý vị sẽ mua 8 hộp, được tặng thêm 3 hộp yến. 3 hộp yến tặng thêm cũng thích lắm. Có nghĩa là 8 hộp này đã là 18% rồi. Nhiều khi mình mua chương trình thông thường á sẽ là cái phần trăm nó khác, hoặc là số lượng sản phẩm chính nó khác, hoặc là khác về quà tặng. Thì hôm nay khác về quà tặng nhiều lắm. Có nghĩa là trong cái bộ quà tặng quý vị thấy là có 3 hộp tặng thêm thì nó sẽ là 3 dòng yến mà là cái hàm lượng phần trăm khác nhau. 15% nè, 18% nè và 13%. Cái hộp mà 13% mới là marketing á, là gọi là đặt thêm cho quý vị á, bộ phận marketing của chúng tôi là đang có thêm đó, rồi tặng thêm cho quý vị nữa là 5 cái gói cháo yến thịt bằm. Quý vị là quá nhiều rồi. Mà bây giờ mình quan sát đây đi, em hỏi Trinh thôi, ví dụ như là một ngày đẹp trời có người tới tặng cho mình hộp yến, Trinh vui không? Vui chứ. Vui quá, thấy vui tinh thần của mình là đạt được điểm 10 liền luôn. Mà nhìn cái màu đỏ này là em thấy thích rồi, là em chấm là mày được, em sẽ rất là thích. Mà quý vị để ý nha, thực phẩm bổ sung yến đường phèn 18%. Ở đây yến xào cung đình nè quý vị, thương hiệu sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Quý vị thấy á, không phải dòng yến nào người ta cũng có cái dòng chữ này, mà có cái dòng chữ này nè quý vị, thì khi họ ra sản phẩm họ cũng phải có cái sự kiểm duyệt rồi mới được đưa những cái thông tin lên trên bao bì sản phẩm quý vị nha. Ly đọc lại nè, thương hiệu sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng, yến xào cung đình. Đó, thông tin tiếng Anh ở đây tương đương với chữ tiếng Việt có tiếng Anh luôn quý vị ơi. Nhiều khi người ta cũng gọi là mua làm quà tặng cho người thân yêu lắm đó. Rồi đây quý vị ơi, mình đảm bảo không ạ? Không đảm bảo làm sao mà có những cái chứng nhận như thế này, những cái bằng khen như thế này của yến xào cung đình, nên mình hoàn toàn yên tâm ha. Và mua về á quý vị hoàn toàn có thể là kiểm tra được những cái thông tin này luôn. Rồi cái hộp bên trong á quý vị thấy á, nó sẽ lấp lánh lên rất là đẹp. Nên khi mình làm quà tặng á, nó sang vô cùng luôn quý vị. Rất sang, rất là thích luôn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 hũ ở bên trong. Mà nói tới yến á, thì ngày xưa nó đã là gọi là cao lương mỹ vị từ xưa rồi. Từ xưa đến nay luôn á. Và từ cái thế kỷ thứ 14 đó quý vị, là tại những cái quốc gia châu Á, là những người dân đó quý vị họ đã tìm thấy yến. Và thời điểm đó đó quý vị, là chỉ có những bậc quý tộc vua chúa mới được thưởng thức thôi. Ở Việt Nam của chúng ta từ thế kỷ thứ 16 quý vị nha. Và từ đó cho đến nay rồi, thì mọi người á, mỗi khi á, mà chúng ta thường có những cái vấn đề về sức khỏe của mình, là họ nghĩ ngay tới yến thôi. Rồi những chị em phụ nữ như chúng ta là da dẻ mình càng ngày càng không có được, không có được hồng hào nhuận sắc, cho mình bị áp lực quá, chăm con, chăm gia đình, rồi chăm công việc nữa. Rồi các con của mình bây giờ học hành thì cũng không có được an toàn như trước, do phải ở nhà nhiều, học online chẳng hạn. Thì các bé cũng phần nào bị hạn chế cái sự tương tác đi, và cũng bị cái áp lực ở trong tinh thần của mình, dẫn đến cái việc là học tập nó cũng bị suy giảm. Rồi ăn không có được vui như ngon như trước. Thì những lúc này thay vì chúng ta cứ phải dắt tay lên trán mình suy nghĩ rằng là ồ bây giờ phải làm sao đây, rồi phải lo lắng nhiều, thì Trinh nghĩ rằng là những người phụ nữ trong gia đình, là những chị em sẽ luôn lúc nào cũng quan tâm và cân nhắc về sức khỏe của mỗi thành viên trong nhà mình. Thì đây thật sự là một cơ hội siêu hội quà tặng, và chỉ có trong 4 ngày này. Rất mong là cả nhà mình hãy sở hữu ngay quý vị nhé. Ở đây là nước yến đường phèn, hàm lượng yến cao cấp là 18% của thương hiệu yến xào cung đình đến từ công ty Thiên Phú Lộc. Mà đây là thương hiệu top 100 nhãn hiệu quốc gia nha quý vị. Và cũng là thương hiệu mà đã nhiều năm đạt được những cái chứng nhận do người tiêu dùng bình chọn với sản phẩm chất lượng nha quý vị. Rồi sức khỏe vàng vì cộng đồng nữa. Đâu phải đơn giản mà được điều đó quý vị, là bởi vì cái sự cao cấp ở bên trong và cái quy trình đóng gói nữa Ly ha. Ly thấy bây giờ tiện không, khi mà chúng ta về nhà đôi khi là mình mệt quá, rồi mình cứ phải mở ra, rồi mình cờ chân, rồi mình nhặt tai yến, rồi mình nhặt lông yến, ôi trời ơi biết bao nhiêu thời gian mà thôi chị biết mình không, mở ra tủ lạnh thôi. Mà nếu như ai mà mình rành về á, gọi là làm yến á, thì không nói, mà trong khi rất là nhiều người á, mình chưa có cái kinh nghiệm đây, á, làm tổ yến đây. Mà quý vị biết không, mua những cái tai yến như vậy mà cả triệu quý vị. Rồi mua về rồi để đó nó mốc mất tiêu là phí lắm quý vị ha. Vậy thì trong ngày hôm nay á, nếu như mình muốn mình đặt hàng thật là nhanh, vì thời gian của chúng tôi á, là chỉ có 60 phút thôi, nhưng mà bây giờ quý vị thời gian trôi qua kha khá rồi, Ly thấy là thời gian trôi qua cũng cả nửa chương trình rồi đó, nên mình phải tranh thủ ha. Tranh thủ nói tới yến xào cung đình á, là chứng nhận của hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO, rồi lại là thương hiệu chăm sóc sức khỏe chất lượng vàng do trung tâm UNESCO cũng là công nhận luôn, quý vị thấy quá thích rồi. Mà hôm nay á, mình sử dụng cái đơn hàng này nó giúp cho mình cái gì? Yến xào á, nó sẽ hỗ trợ cho mình á, là cải thiện thêm sức khỏe của mình nè, tăng cường thêm cái sức đề kháng, cơ thể mình khỏe thì mình sẽ đề kháng tốt hơn, hỗ trợ các cô chú lớn tuổi ơi, mình ăn ngon hơn nha, mình ăn ngon hơn rồi đó thì mình cũng ngủ nó khỏe hơn. Rồi chưa kể là các anh các chị, nhiều khi mình đi làm việc á, mình mệt mỏi quá
tại sao mình không trao nhau những cái món quà yêu thương mà quý vị đã bao giờ mà tặng cho người thân của mình, đó là những cái hộp yến này chưa? Thích đúng không? Thích lắm. Tặng gì chứ tặng yến á là Ly thấy ai cũng thích hết á. Nhiều khi mình tặng một cái bộ đồ, một cái quần, một cái áo á, người ta chưa chắc là đã thấy thật sự hài lòng đâu nha. Nhưng mà cứ tặng yến thôi là dù cho người lớn hay là trẻ nhỏ là Ly thấy cái tỷ lệ hài lòng rất là cao. Đúng rồi, mà Trinh thấy rằng là mình tặng quần áo đôi khi nó không an toàn á Ly, là bởi vì không biết giờ mình tặng có vừa không? Dạ. Rồi về kích cỡ, về màu sắc chẳng hạn, rồi về kiểu dáng, nói chung là thôi các anh nào mà đang muốn tặng những cái món quà cho bà xã của mình đó thì thôi thiết thực đi nào. Các chị bây giờ cũng vất vả lắm, vừa gia đình rồi vừa công việc ở ngoài, chứ đâu phải là chúng ta chỉ ở nhà như trước nhiều nữa đâu. Mà nếu ở nhà có quý vị thì quá trời việc không tên luôn. Mà những công việc không tên như vậy rất là thương luôn nha quý vị, rất là vất vả luôn khi mà chúng ta phải làm mỗi ngày. Cho nên là những cái món quà như thế này là quý vị, là những cái món quà mà từ thiên nhiên, từ xưa đến nay, khi mà ta nghĩ về những cái giá trị quý giá nhất về cái việc là bồi bổ sức khỏe nè và dành cho những người yêu thương của mình thì luôn là yến đó quý vị. Và bây giờ quý vị đừng có để làm mất thời gian nữa. Ở đây có Thiên Phú Lộc, họ có một cái đội ngũ những chuyên viên, những nhân viên họ lành nghề và giúp cho chúng ta hoàn thiện mọi cái công đoạn, là từ họ đem về từ thiên nhiên nè quý vị, rồi bắt đầu là sơ chế nè, rồi làm sạch nè, rồi sau đó là mới bắt đầu là chiết vào từng trong những cái hũ thủy tinh như thế này và đóng gói rất là kỹ nghiêm ngặt nha, trước khi mà đưa vào trong những cái hộp màu đỏ vàng thật là đẹp và bắt mắt như vậy và trao đến tận tay cho quý vị. Và ngày hôm nay với siêu hội quà tặng này, quý vị đừng quên là chúng ta được trao ngay một cái cơ hội rất là hấp dẫn nha quý vị. Hãy quên đi một cái mức giá gần 2 triệu đồng không đâu ạ. Giảm giá rất là nhiều, chỉ có trong 4 ngày. Bởi vì sao ạ? Chúng tôi dành cho quý vị cơ hội lớn như vậy với 8 hộp, nhận tặng thêm 3 hộp với hàm lượng yến lần lượt là 18, 15 và 13%, nhận tặng thêm 5 gói cho yến thịt bằng, nhưng mức giá chỉ là 1 triệu 190 ngàn đồng thôi ạ. Chạy hàng đầu trên VTV Hyundai. Với dây chuyền sản xuất hiện đại. Đạt nhiều chứng nhận và danh hiệu. Top 100 nhãn hiệu uy tín. Top 100 nhãn hiệu quốc gia. Và top 10 thương hiệu do người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Thương hiệu sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ.
Thưa quý vị, siêu hội quà tặng mà đừng bỏ lỡ nha. Mừng Giáng sinh an lành và mừng năm mới hạnh phúc quý vị ơi. Chỉ có trong 4 ngày thôi là ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. 4 ngày quý vị nhớ dùm cho Trinh là 4 ngày này nha. Thì mới có siêu hội quà tặng lớn như vậy. Và bây giờ đó quý vị mang về đâu phải một hộp cầm ở trên tay của Trinh như vậy đâu. Không, một hộp vậy thì nó nhẹ, nó gọn đúng lắm rồi. Mình mang về tổng cộng là phải 8 hộp là nước yến đường phèn của thương hiệu là Yến Cung Đình nha quý vị. Rồi 8 hộp như thế này nha, là 48 hũ. Rồi phải mang về thêm á, là 3 hộp quà tặng bao gồm hàm lượng yến là 18%, 15%. Rồi bộ phận marketing của VTV Hyundai tặng thêm một hộp 13% nữa, chưa hết, thêm 5 gói cháo yến thịt bằm rồi. Mang về đầy đủ như vậy thì chúng ta mới được sở hữu cảm nhận ngay cái chương trình siêu hội quà tặng của chúng chính ta. Chính xác luôn á, mà dịp Giáng sinh đó quý vị ha, mà có quà tặng để mà tặng cho nhau nhiều là thích vô nha. Cùng luôn. Quý vị biết tại sao á, những cái phần quà tặng nó giống như là những cái khoảnh khắc mình có thể là ở bên cạnh nhau. Mà nói tới khoảnh khắc ở bên cạnh nhau á, đôi khi Diệu Ly phải nhắc tới đó chính là các bé nhà mình. Quý vị biết là bây giờ thật sự là chúng ta quá bận rộn. Nhiều khi á, bản thân Ly á, ngày trước á, thì Ly không nghĩ là Ly có thể là chơi hoặc là trò chuyện với lại các bé nhỏ nhiều đâu. Nhưng mà sau đó trong một vài cái chương trình thiện nguyện, khi mà mình đi và mình tiếp xúc với lại các bé rất là nhiều, thì mình mới biết được là thật ra đôi khi á, với các bé mình cứ nói là ở các bé nhỏ nó chưa biết gì. Nhưng mà quý vị biết không, cái cảm nhận của các bé á, nó in sâu vào trong ký ức rất là nhiều. Và đôi khi nếu như mình lo công việc mà mình quên đi cái sự chăm sóc hoặc là trò chuyện với con á quý vị, nó cũng sẽ làm cho các bé nhiều khi là cũng hơi buồn. Chắc mà chắn. Chưa kể chị biết không, nhiều khi là có nhiều ba mẹ là bận rộn quá, thì bây giờ công việc nó phải vậy thôi chứ giờ biết làm sao, cũng phải đắn đo nhiều cái lắm chứ, họ để con họ ở nhà một mình họ đâu có vui. Đồng nhưng quý vị vui. Biết không, nhiều khi mình gọi là không có để ý cái thực đơn ăn uống của con, hoặc là có để ý nhưng mà lại không để ý xem là con mình nó có đang gặp vấn đề gì, nó có ăn uống khỏe hay không. Một vài lúc mà các bé nó hơi kén ăn chẳng hạn, thì cái yến xào á, các bé nó cũng ăn được đó quý vị. Nó cũng giúp cho các bé bổ sung được cái dinh dưỡng đó đúng quý vị rồi. Ơi cho nên là con của mình nó nhiều khi thấy nó là sao, người ta cứ nói là con nhà người ta, em nói thật nha, em nghe câu đó em không thích mẹ em nói câu cái đó đâu, từ đó nó gây một cái sự ám ảnh luôn á. Thì đó cho nên là thì bây giờ mình chăm con nhà mình quý vị ha. Mà cái đơn hàng yến này quý vị không phải đem về một hai hũ, thậm chí quý vị đem về mình để cho ba mình uống, mẹ mình uống, vợ chồng mình uống, rồi con mình đúng không, cho các bé uống yến cũng được. Và trong yến đối với các bé là tuổi ăn tuổi ngủ, thì trong yến nếu như bé nào mà nó cần bổ sung nhiều dưỡng chất, quý vị lấy yến này nè cho các bé nó ăn nó uống, thì nó cũng sẽ cung cấp nhiều cái vitamin, acid amin, những cái nguyên tố vi lượng bên trong này, để cho bổ trợ thêm nữa cái sự phát triển và trao đổi chất của các bé nó tốt hơn. Chứ bây giờ quý vị thấy ha, nhiều khi á, mình cứ nói là con ăn nhiều rau lên đi, con ăn nhiều trái cây lên đi, các bé nó đâu có ăn đâu quý vị. Nhiều bé nó không có thích ăn rau, không thích ăn trái cây. Hoặc là có những bé thì nó lại bây giờ nó bị quen cái thói quen là gì chứ biết không, là ăn đồ chiên, đồ dầu, đồ mỡ, đồ ăn nhanh quá nhiều. Vậy thì bây giờ các ba các mẹ ơi, tìm cách gọi là cân bằng nha, món ăn dinh dưỡng cho gia đình hiện đại chính đúng là yến xào Cung Đình quý vị ha. Chính xác thưa quý vị, đúng là món ăn dinh dưỡng cho những gia đình hiện đại và bận rộn. Thì đây mình có yến xào Cung Đình mà mình có thời gian sử dụng lâu dài, bởi vì sao, số lượng rất nhiều nha quý vị nha. 8 hộp được nhận tặng thêm một bộ, 3 hộp với hàm lượng yến lần lượt là 18, 15 và thêm một hộp quà tặng từ phần marketing là 13% nữa, 5 gói cháo yến thịt bò. Mà mức giá quý vị nhìn đây nè, mức giá quý vị nhìn kỹ nha, siêu hội quà tặng trong 4 ngày thôi 1.190.000 đồng thôi ạ. Và quý vị có được gì quý vị, trước giờ bao giờ mình cũng muốn là mình được đến gần với những cái nơi không khí trong lành đến từ thiên nhiên, những cái món ngon vật lạ từ thiên nhiên là điều mà chúng ta luôn luôn muốn như vậy. Nhưng mà bây giờ mình có những cái tai yến tiên triệu quý vị, nhưng mà không có thời gian chế biến, ngồi đau lưng, ngồi mỏi mắt, và mình không biết cách làm nữa thì nó bị thất thoát chất dinh dưỡng ra bên ngoài. Thôi thì mình hãy để những cái đơn vị uy tín quý vị nha, Thiên Phú Lộc cho quý vị, với thương hiệu nước yến Cung Đình đó quý vị ơi, là top 100 nhãn hiệu quốc gia nha quý vị, nhiều năm liền đạt được những cái chứng nhận là sản phẩm chất lượng do chính người tiêu dùng họ bình chọn luôn, chưa kể là sản phẩm vàng vì sức khỏe cộng đồng nữa, do những cái trung tâm tổ chức y tế họ trao tặng đó quý vị. Mà khi mà quý vị sở hữu ngay, quý vị cầm ngay trên tay của mình là những cái hộp yến Cung Đình như thế này, quý vị nhìn thấy luôn đầy đủ mọi thông tin quý vị nha, từ giải thưởng, từ thành phần nè, từ ai sử dụng được nè, rồi từ những cái thời hạn sử dụng, ngày sản xuất, đầy đủ tất tần tật cho quý vị, để khi mà chúng ta mang làm quà tặng đó, bản thân mình thấy rằng là mình dùng mình thấy ngon nè, mình thấy là cơ thể của mình nó khỏe dần ở bên trong, mình thấy nó hiệu quả nè, thì mình mang về làm quà
tặng, mà quà tặng nó mang ý nghĩa rất là lớn về mặt tinh thần đó quý vị. Nhất là trong cái giai đoạn mà 2 năm trở lại đây, chúng ta đã phải đón nhận quá là nhiều những cái biến cố từ trong cuộc sống của mình, từ gia đình, từ xã hội nữa. Cho nên ngay bây giờ hơn lúc nào hết nha quý vị nha, những ngày cuối năm càng bận rộn thì xin hãy đặt những món quà dành tặng cho nhau. Và đây là cơ hội siêu hội quà tặng chỉ có trong 4 ngày mà thôi. Quý vị hãy đếm lại thật là kỹ nha, 8 hộp quà tặng nè, 8 hộp chính nè, tặng thêm 3 hộp quà tặng nè, thêm 5 gói cháo yến nữa thì mới phải thanh toán 1.190.000 đồng thôi ạ. Quá ưu đãi, thay vì ra bên ngoài là không có 3 hộp tặng thêm, không có 5 gói cháo yến thịt bằm tặng thêm, mà quý vị phải chi ra gần cả 2 triệu đó quý vị, để mua được yến có mua được không mua được chứ. Nhưng mà nếu như không phải trong 4 ngày mà chúng tôi có chương trình đặc biệt này nè, thì quý vị sẽ mua với một cái mức giá nó khác hơn, thậm chí mua bên ngoài cái giá nó còn cao hơn chúng tôi rất là nhiều quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi làm việc trực tiếp cùng với lại nhà cung cấp luôn, nên là quý vị đang được tiết kiệm về cái giá và có thêm quà tặng ha, đâu phải là tặng cháo thông thường đâu, cũng là tặng cháo yến thịt bằm ạ. Rồi sản phẩm chính mình đem về là yến 18%, bây giờ cái đơn hàng này là 8 hộp, quý vị đem đi tặng cho 8 gia đình cũng được nữa, hoặc là không cần phải xách một hộp về tặng cho ba mẹ của mình đâu, đưa địa chỉ chúng tôi gửi hàng về tới tận nhà của ông bà luôn. Ông bà mở ra cái lô hàng lần này á quý vị là tổng cộng kể cả quà tặng á phải là 11 hộp yến đó, dặn ông bà đếm giúp Diệu Ly nha. 66 sản phẩm chính là 8 hộp, sản phẩm quà tặng là thêm 3 hộp. Và đừng có quên nữa, mình còn 5 gói cháo yến thịt bằm nữa quý vị ha. Và có ai còn nhớ là đơn hàng này mình được giảm bao nhiêu tiền không quý vị? Gần 2 triệu đó, mà mình chi ra bây giờ là giảm mấy trăm ngàn nhiều lắm quý vị ơi. Giảm 500 là nửa triệu là thấy nhiều rồi đúng không? Ở đây giảm hơn 500 nha, 700-800 tiết kiệm đó quý vị. Mà đúng nói tới yến xào cung đình đó, mình có lo không? Ủa giảm giá nhiều quá, tặng quà nhiều quá, không biết chất lượng sao. Dạ có chứng nhận ISO luôn quý vị ơi, mà mỹ vị cung đình yến xào giàu axit amin, dễ hấp thu, tác dụng nó tốt với sức khỏe của mình. Mình dùng mỗi ngày nó cũng tốt nữa, và hòa quyện lại, cái vị nó cũng ngon đặc trưng ha. Nếu là em ở trên em sẽ để trong tủ lạnh đó, lâu lâu lấy ra uống. Không phải là riêng Ly đâu nha, mà rất nhiều gia đình luôn trong đó có Trinh nữa. Tại vì nó thật sự với quý vị là bây giờ ai giúp cho mình đây, có sản phẩm chất lượng đạt tiêu chuẩn đầy đủ như vậy, đạt chứng nhận như vậy luôn, mà là thương hiệu uy tín lâu năm nữa, thôi thì quý vị đặt hàng ở đây chúng tôi giao về cho nhà mình dịp cuối năm siêu hội quà tặng quý vị nha. Siêu hội quà tặng mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp Đức Yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Chúc mừng Giáng sinh và chúc mừng một năm mới có nhiều niềm vui hơn nữa quý vị ha. Những điều an lành, những điều mà làm cho mình cảm thấy nó bình yên sẽ ở cạnh bên cạnh chúng ta ạ. Nhưng mà quý vị ơi, có cô nào, có chú nào, anh chị nào mình vừa mới mở tivi lên không? Thì bây giờ đếm lại cùng Diệu Ly và Tú Trinh đi. Mời quý vị. Còn không thôi giờ em đố các cô chú đi, là đố các cô chú hôm nay mình bán bao nhiêu hộp ạ? Bao nhiêu ạ? Đúng rồi, 8 hộp ha. Chương trình này sản phẩm chính mình có 8 hộp. Yến bao nhiêu phần trăm ạ? Chính xác luôn, 18%. Rồi, vậy bây giờ quà tặng của mình mình có bao nhiêu phần quà tặng ạ? Bao nhiêu ạ? 3 hay là 8 phần quà? 8 phần quà tặng ha, trong đó là 5 gói cháo nè ha, mà là cháo yến thịt bằm, rồi 3 hộp yến cộng thêm nữa là 8 món quà tặng rồi nè. Nhưng mà 3 cái hộp này có gì đặc biệt ạ? Đúng rồi, nó sẽ là 3 hàm lượng yến khác nhau. Đúng rồi. 15%, 18% và 13%. Mà trong đó đặc biệt lắm là cái hộp 13% kia kìa, không phải bình thường chương trình nào cũng có quý vị ha. Hôm nay cái hộp này là bộ phận marketing của chúng tôi là gọi là thương thuyết để mà tặng thêm cho quý vị nữa. Nên là chưa gì về quà tặng là mình thấy có lợi rồi. Về mức giá, về mức giá thì bây giờ quý vị thử nghĩ là cái dịp mà lễ này Giáng sinh nè, mà nhiều khi mình tặng quà mình tri ân đó, thì một hộp yến thôi quý vị mua đã là bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Bây giờ ví dụ sương sương đi,
đơn hàng này mà mình chưa nói tới là quà tặng hay không quà tặng, bây giờ mình tính không thôi. Khoảng 10 hộp đi chị. Rồi. 10 hộp mà bây giờ người ta bán cho mình 300.000 hộp chị. Đúng, mua không? Chính xác. Nhiều khi mình cũng sẽ mua. Có những cái lúc mình đi tìm không ra mình thấy là mình cũng sẽ mua quý vị ha. Thì ở đây thay vì như vậy quý vị thấy là sương sương bên ngoài thôi là cũng tốn đâu đó là 2-3 triệu. Mà rồi. Trong khi ở đây chỉ là 1 triệu mấy thôi là quá tiết kiệm quý vị nha. Quá chính tiết kiệm xác luôn. Quá tiết kiệm luôn quý vị. Mà không phải là tiết kiệm là chúng ta có sản phẩm không chất lượng nha. Không hề nha quý vị. Xin được nhấn mạnh một lần nữa. Đây là thương hiệu, một trong hai thương hiệu Yến bán chạy nhất trên VTV Hyundai từ 6 năm nay quý vị. Mà quý vị cứ cần tìm hiểu theo thông tin về thương hiệu Yến Cung Đình đi, Yến Xào Cung Đình nhiều. Đi. Top 100 nhãn hiệu quốc gia. Chứng nhận sản phẩm là đạt chất lượng tiêu chuẩn do chính người tiêu dùng bình chọn trong rất là nhiều năm luôn. Và cả là sản phẩm vàng về sức khỏe cộng đồng nữa quý vị. Như vậy thì đâu phải đơn giản mà là thương hiệu Yến Xào Cung Đình của công ty Thiên Phú Lộc. Họ tồn tại trên thị trường nhiều năm như thế. Họ vẫn hoạt động và họ vẫn tiếp tục mang đến dòng sản phẩm chất lượng dành đến cho người tiêu dùng ạ. Và quý vị thấy rằng trong một cái hộp lớn là mình sẽ có là 6 cái hũ thủy tinh nhỏ bên trong. Và với 6 hũ này quý vị nhìn mắt thường thôi là mình thấy ở bên trong đó quý vị chắc chắn luôn nha là từng cái sợi yến nó sánh đặc, bởi vì đây là hàm lượng yến tổ yến là 18% mà kết hợp cùng với đường phèn nha các chị em mình, nên là nó ngọt và nó thơm dễ thương lắm, dễ chịu lắm luôn á. Tức là im lý không, mình vừa mở ra nè là mình cảm nhận được ngay nhẹ luôn nhẹ đó quý vị không? Nó nhẹ nhẹ, nó thoang thoảng và mình kết hợp thêm trong từng cái thức uống hay là món ăn đều được luôn ạ. Và đối với Trinh á, thôi bận rộn quá không có gì tuyệt vời hơn là mình uống trực tiếp, tại vì sao, nhanh chóng cung cấp đủ năng lượng cho mình sau một ngày dài luôn. Chị biết không, em có mấy cái người bạn á mà họ có những cái chế độ dinh dưỡng rất là hay, có nghĩa là họ không có thích cái việc mà ăn rau, nhai rau quá nhiều, thì các bạn đó mới kết hợp với quý vị là các bạn đó mới gọi là làm những cái nước uống detox nè, ví dụ như là ngâm trái cây vào trong nước á, thay vì uống thơm nước lọc, hoặc là gọi là ăn cùng với lại là trái cây nhiều mà xay nhuyễn ra và còn bỏ thêm những cái hũ yến này vô nữa. Chính thì xác. Như trên ví dụ như mình bận rộn mình không có thời gian thì mình cứ ăn trực tiếp những cái hũ yến như vậy quý vị ha. Còn nếu mà mình có thời gian ở nhà mình chăm sóc thêm cho chồng con thì cái yến này mình làm gà hầm á, xong rồi mình lấy hũ mình rưới lên cũng được. Đúng rồi. Hoặc là chè hạt chia chẳng hạn quý vị, xương sáo cũng được nữa quý vị ơi, cái ngon gì quá. Cũng được hết á, kết hợp rất là hay thật sự luôn á. Khi mà Ly nói là ở trong đầu Trinh là suy nghĩ quá trời luôn, ý tưởng trong cái thực đơn của mình. Tức là quý vị biết không, những chị em nào mà càng bận rộn mà hôm nay nghĩ là ăn gì cái câu hỏi ăn gì hôm nay khi nó ám ảnh mình luôn đó. Thôi thì bây giờ mình sáng tạo nha, ở nhà của mình mở tủ lạnh ra, mình có nước yến đường phèn của Yến Xào Cung Đình, rồi mình có táo đỏ nè, rồi mình có thêm hạt sen nè, hay là mình nấu cháo cho con mình cho thêm yến lên. Ôi trời ơi, tuyệt vời luôn cả nhà mình ơi. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, mua 8 hộp nước yến Cung Đình 18%, tặng thêm 1 hộp nước yến 18%, 1 hộp nước yến 15%, 1 hộp nước yến 13% và 5 gói cháo yến. Duy nhất 60 phút phát sóng chỉ trong 4 ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Được khuyến mãi duy nhất trong năm, bộ quà tặng trị giá 800.000 đồng. Sở hữu ngay Yến Xào Cung Đình như vậy nè quý vị, mà đạt chứng nhận tiêu chuẩn từ trước đến nay nha quý vị nha. Từ công bố chất lượng nè, rồi cái hệ thống nhà máy đạt chuẩn ISO nữa. Và quý vị có biết không, mỹ vị Cung Đình Yến Xào thì giàu axit amin lắm, cho nên nó dễ hấp thu vào trong cơ thể của chúng ta. Từ đó mình dùng mỗi ngày thì nó phục hồi sức khỏe cho cả nhà luôn nha. Và mình hãy cùng đi dạo qua một cái khung cảnh rất là quen thuộc quý vị, đó chính là một trong những cái dây chuyền sản xuất của Thiên Phú Lộc ha. Quý vị biết đó, là từ ngày xưa cái việc mà khai thác về yến nó rất là vất vả và khó khăn, thì bây giờ đây công nghệ hiện đại rồi, với những cái nhà gọi là nuôi yến như thế này quý vị biết á, thật ra người ta cũng khó khăn không kém đâu, người ta cũng phải đảm bảo cái quy trình chất lượng khổ lắm quý vị ơi. Nhưng mà tại sao đây là dòng sản phẩm yến bán chạy hàng đầu trên VTV Hyundai? Tại vì quý vị biết đó, là trong 6 năm để mà có thể kết nối cùng với người tiêu dùng một cách lâu dài không phải là điều đơn giản, thì với cái dây chuyền sản xuất hiện đại với cái vị nó dễ dùng đối với người Việt Nam của mình, với gọi là những cái chứng nhận về danh hiệu, về chất lượng, đảm bảo cái sự tin yêu của khách hàng, nhãn hiệu uy tín nè quý vị, rồi gì nữa ạ, rồi nhãn hiệu quốc gia nè quý vị, rồi chưa kể là được người tiêu dùng cũng bình chọn luôn, thì quý vị thấy là từ nhiều cái thông tin, từ nhiều cái nguồn khác nhau, rồi chăm sóc sức khỏe cộng đồng người ta cũng có những cái gọi là bằng khen về cái điều đó nữa, thì mình yên tâm hơn. Và để có được những cái món quà dành cho người thân quen của mình cũng đòi hỏi đảm bảo phải là một cái dòng sản phẩm nó có chất lượng, thì chúng tôi cũng tự tin vào điều đó. Cho nên là trong cái dịp Giáng sinh năm nay quý vị ha, năm ngoái nữa đó là mình cũng đã hơi vất vả rồi, nhiều khi là kinh tế gia đình của mình nó cũng hơi bị thu hẹp lại trong cái khoảng thời gian vừa qua.
nhiều cái biến động xảy ra quá. Đúng quý vị ạ. Thì bây giờ chúng tôi vẫn đang giúp quý vị là tiết kiệm tiền nè, và tặng thêm quà tặng nữa, coi như những cái phần quà mình an ủi lẫn nhau, mình chia sẻ lẫn nhau, để mà mình có một cái khoảng thời gian sắp tới nó tươi đẹp hơn thật nhiều quý vị ha. Đúng rồi ạ. Và đây cũng là cơ hội mà chúng tôi đã suy nghĩ rất là nhiều lần rồi, một năm 365 ngày nhưng mà Noel Giáng sinh năm mới chỉ có một dịp thôi. Nên là quý vị hãy nhanh chóng lên nha, siêu hội quà tặng chỉ có trong 4 ngày này thôi ạ. Nhận tặng ngay cho mình đó là combo quà tặng rất là xịn sò, đi kèm với lại là 8 hộp sản phẩm chính là nước yến đường phèn của Yến Xào Cung Đình nè, rồi có thêm á là 3 hộp quà tặng hàm lượng lần lượt là 18, 15 rồi 13% nữa, và 5 gói cho yến thịt bằm luôn. Là bây giờ thì không còn đủ 60 phút đâu, mà nói 60 phút là khoảng tiếng đồng hồ nghe nó lâu, nhưng mà xin hứa nhanh lắm á Ly à. Càng về sau á thì là đơn đặt hàng sẽ càng nhiều lên, là bởi vì sao quý vị, lúc nào quý vị cũng phải đợi chờ là phải theo dõi kỹ rồi là quyết định mua. Nhưng mà quý vị có biết không, yến cung đình nó là quen thuộc lắm rồi, cho nên từ những phút đầu tiên là đơn đặt hàng của chúng ta đã rất cao rồi, nên quý vị hãy nhanh chóng lên nha, những phút còn lại là cơ hội của mình đấy ạ. Mừng Giáng sinh và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp nước yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Trên VTV Hyundai. Với dây chuyền sản xuất hiện đại. Đạt nhiều chứng nhận và danh hiệu. Top 100 nhãn hiệu uy tín. Top 100 nhãn hiệu quốc gia. Và top 10 thương hiệu cho người tiêu dùng Việt Nam bình chọn. Thương hiệu sản phẩm vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Và năm mới an lành, VTV Hyundai gửi tặng quý khách một hộp nước yến Legend 13% yến khi mua hàng trong các ngày 23, 24, 25 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022. Cơ hội hấp dẫn, đừng bỏ lỡ. Đừng bỏ lỡ những lời chúc Giáng sinh an lành và năm mới yên vui quý vị ơi. Và đừng bỏ lỡ chương trình này, tại vì thời gian bây giờ là cũng không còn nhiều ha. Mua yến được tặng thêm yến, được tặng thêm cháo yến nữa quý vị, để mình á, cả gia đình mình là vui khỏe trong mùa Giáng sinh năm nay luôn. Cố lên vì sức khỏe của cả gia đình mình. Đúng rồi ạ, đặt hàng ngay bây giờ cả nhà mình nha. Và không cần phải vất vả mang về là 8 hộp như vậy đâu, chúng tôi giao hàng về tận nhà cho quý vị luôn. 8 hộp lớn là nước yến đường phèn của thương hiệu Yến Xào Cung Đình nè, nhận tặng thêm 3 hộp với 3 hàm lượng yến khác nhau, và thêm 5 gói cho yến thịt bằm nữa, chi trả 1.190.000 đồng thôi. Chúc cả nhà của mình thật là nhiều sức khỏe, thật là nhiều niềm vui vào dịp năm mới và Giáng sinh nha. Và đừng quên 4 ngày trong siêu hội quà tặng của chúng ta. Còn bây giờ thì thời lượng không còn gì nữa đâu, đặt hàng đi quý vị để chúng tôi giao về tận nhà cho mình quý vị nha. Chúc quý vị Giáng sinh an lành và năm mới hạnh phúc nha.